Kính thưa quý vị, trong cuộc chiến đấu chống lại quân xâm lược cộng sản trước năm 1975, chúng ta đã được biết đến nhiều vị anh hùng đã hy sinh vì Tổ quốc, chẳng hạn như Trung tá Nguyễn Đình Bảo. Và ngay những ngày vừa mất nước, chúng ta được nghe đến Thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam Lê Văn Hưng, Trung tá Nguyễn Văn Long. Và kính thưa quý vị, cho dù 10 năm tù đọa đầy trong ngục tù Cộng sản, một câu nói, ông đừng có dạy đời tôi nữa, ông biết Trần Bình Trọng trong lịch sử Việt Nam chứ. Tôi muốn sống như Trần Bình Trọng. Đó là câu nói của Thiếu tá Võ Đăng Phương khi đứng trước mặt của tên quản ngục trại tù thưa quý vị tôi trân trọng mời quý vị nghe một bài viết thiếu tá võ đằng phương biểu tượng bất khuất và kiêu hùng của một sĩ quan quân lực việt nam tác giả dương viết điền thưa quý vị nói đến cuộc bạo động trong tù chúng ta không thể quên được sự kiện ngày 20 tháng 4 năm 1979 xảy ra tại phân trại 4 thuộc trung tâm trại cải tạo Bình Điền tại tỉnh Thừa Thiên. Vụ này do một ban tham mưu gồm 9 sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa chỉ huy toàn thể 500 tù nhân trong trại vùng dạy đòi cải tổ chế độ lao tù chín sĩ quan trong ban tham mưu đó là Trung tá Nguyễn Tri Tấn, Trung đoàn phó Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 Bộ Binh, Thiếu tá Vũ Ngọc Tụng, Quân Trấn Đà Lạt, Thiếu tá Phạm Cang, Tiểu đoàn trưởng Thủy quân lực chiến, Thiếu tá Lê Quang Liện, Sĩ quan Thủy quân lực chiến, Thiếu tá Hoàng Hưng, Sĩ quan Bộ Binh, Thiếu tá Phan Văn Lập, chi đoàn trưởng thiết giáp đại úy trần biên sĩ quan truyền tin sư đoàn năm bộ binh đại úy nguyễn thận cát sĩ quan biệt động quân đại tá nguyễn đình khương tiểu đoàn phó tiểu đoàn một trăm hai mươi địa phương quân tiểu khu quảng trị sau vụ này nhiều anh em tù nhân đã bị bọn công an đánh đập một cách bạo tàn đến gãy xương trao máu, bầm gan, tím ruột. Nhiều sĩ quan đã bị chết trong tù sau những trận đòn dã man vô nhân đạo như Đại úy Nguyễn Văn Báo, Đại úy Nguyễn Thuận Cát, Thiếu úy Trần Hữu Sơn. Còn tất cả chín sĩ quan trong ban tham mưu nói trên đều bị cùng tay, cùng chân gần 5 năm trời trong nhà biệt giam. Nếu ai đó ở tù tại phân trại 4 thuộc trung tâm trại cải tạo Bình Điền lúc bấy giờ, 20 tháng 4 năm 1979, mới chứng kiến được cảnh công an từ dưới ti công an thuộc tỉnh Bình Trị Thiên lên tàn sát tù nhân, bất chấp cả bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Chúng đã dã man, bảo tàn, đánh đập liên tục không biết mệt. Sau khi hành nghề đánh, đấm Đá đạp ba tiếng đồng hồ. Bọn công an thợ đấm bắt đầu rút khỏi trại, để lại trong trại 50 tù nhân nằm la liệt, rên la quằn quại trên những vũng máu như anh Vĩ Văn Thiện, anh Nguyễn Văn Vi, anh Đôn, anh Nguyễn Trung Việt, anh Nguyễn Hữu Tứ, vân vân, Giống y như cảnh ở ngoài chiến địa hoang tàn, chờ trực thăng đến bốc xác chết và những người bị thương vậy chứng kiến cảnh đánh đập một cách man rợ như vậy, tất cả tù nhân trong trại đều căm thù đến uất nghẹn. Có một sĩ quan trong phân trại bốn lúc bây giờ cảm thấy hận thù lên chết ngất. Mang sẵn trong người dòng máu bất khuất và anh hùng của Lê Lợi. Quang Trung, dòng máu kiên cường và dũng cảm của Trần Hưng Đạo, của Trần Bình Trọng cũng như ý thức được trách nhiệm, danh dự và tổ quốc anh nguyện dấn thân lao vào cuộc chiến mới ngay trong ngục tù cộng sản tiếp tục nuôi dưỡng ý chí đấu tranh đến giọt máu cuối cùng ngõ hầu mang vinh quang về bồi đắp cho quê mẹ tô thắm cho non sông bởi vì anh ta biết rằng chân lý dù có bị đè bẹp xuống dưới bùn lầy nước đọng rồi cũng sẽ phải ngóc đầu dậy mỉm cười với trời xanh bất chấp cả thời gian lẫn không gian cho dù anh có thể bị đọa đầy trong kiếp tù tội thêm 10 hay 20 năm nữa, cho dù anh có thể bị xử bắn theo luật trường, anh vẫn hiên ngang bảo vệ chân lý đến cùng, không một chút nao núng trong lòng. Đó là thiếu tá Võ Đằng Phương, thuộc lữ đoàn 258 thủy quân lực chiến quân lực Việt Nam Cộng hòa nhận thấy cộng sản đã đối xử quá tàn nhẫn với tù nhân qua chế độ lao tù trong các trại cải tạo nhận thấy cộng sản đối xử tàn tệ với vợ con của tất cả các sĩ quan cũng như của các viên chức thuộc chính phủ việt nam cộng hòa trước đây nhận thấy cộng sản sau khi chiếm được miền nam vẫn cổ suý chiến tranh gây hấn campuchia làm con dân nước việt chết thêm hàng chục nghìn người nhận thấy Cộng sản không chịu thực thi những lời cam kết mà vẫn làm cho nhân dân Việt Nam đói khổ sau hơn 10 năm chiếm được miền Nam. Thiếu tá Võ Đằng Phương, mặc dầu đang ở trong ngục tù Cộng sản, đã quyết định viết bức thư gửi cho tên Thủ tướng Phạm Văn Đồng để yêu cầu tên Thủ tướng này giải tỏa những vấn đề nêu trên anh Võ Đằng Phương ở tù lúc bây giờ đã hơn 10 năm rồi. Nhưng anh vẫn dứt khoát viết bức thư gửi lên Thủ tướng Phạm Văn Đồng để đại diện cho nhân dân Việt Nam yêu cầu chính phủ Hà Nội xét lại chính sách cai trị nhân dân của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính Đại úy Nguyễn Đình Khương, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 120 địa phương quân, người đã tham gia vụ 20 tháng 4 bị Cộng sản cùng gần 5 năm mới được thả ra, đã được anh Phương móc nối để cùng nhau thảo nên bức thư đó. Lúc anh Khương được đưa từ phân trại 2 về phân trại 1 thuộc trung tâm trại Bình Điền, anh Khương ngủ sát chỗ nằm với anh Võ Đằng Phương. Lúc bây giờ, mỗi người chỉ được 45cm chiều ngang để nằm và phải nằm nghiêng mới đủ chỗ. Nên theo lời thuật lại của anh Khương, hai người đã cùng nhau nằm ngủ trong mền để thảo ra bức thư đó. Nội dung bức thư mà anh Võ Đằng Phương gửi lên tên Thủ tướng Phạm văn Đồng như sau. Xét rằng, sau khi Cộng sản chiếm miền Nam Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, tất cả sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều bị bắt giam trong các trại cải tạo mà không được xét xử, không tuyên án. Đây là một hành động vi phạm trắng trợn Hiệp định Paris năm 1973 mà chính các ông đã ký kết. Tất cả sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa trong những trại cải tạo trên khắp lãnh thổ Việt Nam đều bị đối xử quá tồi tệ vô nhân đạo. Đó là một sự trả thù hèn hạ, thấp kém điên cuồng, mất cả tình người, không đếm xỉa gì đến bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Gia đình vợ con của tất cả sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng bị đối xử quá tồi tệ. Họ bị đầy lên rừng thiên nước độc để sống trong các vùng mệnh danh là kinh tế mới. Tất cả những nhà cửa, tài sản của nhân dân miền Nam bị tước đoạt một cách công khai trắng trợn con cái của các sĩ quan trong chế độ cũ đều bị cấm vào học ở tất cả các trường vì bị coi là con của ngụy lý lịch ba đời bị gán cho những thành phần này khiến con cháu họ không thể làm bất cứ việc gì để sinh sống được sau hơn 10 năm đất nước việt nam đã thống nhất nhân dân việt nam vẫn còn đói rách cơm không đủ ăn áo không đủ mặc chiến tranh vẫn chưa chấm dứt hòa bình vẫn chưa xuất hiện trên đất nước việt nam sự tự do dân chủ vẫn chưa được thực thi nhân dân việt nam vẫn sống trong lo âu sợ hãi điều này chứng tỏ đảng và nhà nước đang thi hành một chính sách sai lầm hoàn toàn này yêu cầu đảng và nhà nước thả ngay lập tức tất cả sĩ quan và những nhân viên của chế độ cũ đang bị giam cầm trái phép và phải đối xử nhân đạo theo bản tuyên ngôn nhân quyền quốc tế hãy đối xử nhân đạo và bình đẳng với vợ con gia đình và tất cả sĩ quan và những viên chức trong chế độ cũ trước đây xét lại toàn bộ đường lối và chính sách của đảng và nhà nước để toàn dân được no cơm ấm áo và được sống trong một nước hòa bình độc lập tự do dân chủ thực sự thực thi hòa giải hòa hợp dân tộc, phục hồi lại nền kinh tế, chấm dứt chiến tranh, giải tỏa lệnh bế quan tòa cảng để thông thương với nước ngoài. Làm tại Bình Điền ngày 19 tháng 6 năm 1985. Ký tên Võ Đăng Phương, Chủ tịch Lâm Thời Phong trào Thiết Lập, Nền Đệ Tam Cộng Hòa. Sau khi viết xong bức thư, anh Võ Đằng Phương có mời một số sĩ quan đã tham gia vụ 20 tháng 4 cùng ký vào bức thư trên. Nhưng sau đó, anh nghĩ rằng các anh này vừa tham dự một trận chiến trong ngục tù quá khốc liệt, nên để cho các anh ấy nghỉ dưỡng quân một thời gian đã. Thế rồi, anh Võ Đằng Phương quyết định ký tên một mình sau đó anh ghi lại thành ba bản. Một bản anh gửi cho tên Thủ tướng Phạm Văn Đồng nhờ trưởng trại chuyển giao. Một bản gửi cho tên trưởng trại cải tạo Bình Điền nhờ cán bộ trực trại chuyển giao. Và một bản lưu. Sau khi tên trại trưởng trung tâm trại cải tạo Bình Điền là Trung tá Trần Văn Truyền nhận được bức thư nói trên. Ngay lập tức, anh Võ Đằng Phương bị cùng ngay rồi bị đưa vào ở trong nhà kỷ luật khoảng 3 tháng trước khi đưa ra tòa xét xử. Dĩ nhiên, bức thư của anh Phương là một bản án chống lại chế độ Cộng sản Hà Nội một cách rõ rệt, nên ban tham mưu cán bộ trại cải tạo sau nhiều ngày họp với ty công an Bình Thị Thiên đã quyết định đưa anh ra tòa án nhân dân để xét xử. Đứng trước vành móng ngựa thiếu tá thủy quân lục chiến võ đằng phương đã trả lời một cách khẳng khái và hùng hồn khiến ai nấy đều cảm phục một số nhân viên làm việc trong tòa án đã bỏ giờ công việc để chạy vào xem vì thấy bị cáo là một mẫu người thật khí khái cứ mỗi lần quan tòa hỏi câu nào anh võ đằng phương không trả lời trực tiếp anh giả bộ nói loanh quanh để chửi chế độ độc tài đang tác oai tác quái trên đất nước việt nam có đoạn anh phương đã nói tôi nói đây với tư cách của người dân thường nó lên tiếng nói mà những người chung quanh tôi bạn bè tôi nhân dân việt nam không dám nói tôi nói có tình có lý chứ không phải sử dụng biện pháp quân sự để đàn áp nghe anh phương nói vậy tên quan tòa nói ngay anh là một thằng sĩ quan ngụy không hơn không kém anh là cái thá gì một triệu ngụy quân và chư hầu còn thất bại nói gì một mình anh nhưng rồi qua một đoạn khác anh phương vẫn hiền ngang các ông làm gì có luật pháp luật pháp của các ông là luật rừng tôi đã ở trong tay các ông thì do các ông quyết định thấy những lời nói hùng hồn của bị cáo bất lợi cho phiên tòa, tên quan tòa liền chỉ thị cho bị cáo nói câu cuối cùng. Anh biết chúng cố ý không cho nói nhiều, nên anh võ đàng vương quyết định cô động lại những tư tưởng quan trọng rồi tiếp tục ngẩng đầu cao và dõng dạc nói trước tòa. Ai là kẻ vi phạm hiệp định Paris 1973? Ai là kẻ đã gây ra chiến tranh và nghèo đói? Phạm Văn Đồng phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc xé bỏ Hiệp định Paris. Rồi đây, nhân dân Việt Nam cũng như nhân dân thế giới đều biết được lời nói của tôi trước tòa án này. Anh Võ Đằng Phương đang nói thao thao bất tuyệt, thì tên quan tòa đứng lên tuyên bố chấm dứt phiên tòa để vào nghị án sau khi nghị án. Tòa tuyên án anh Phương 10 năm tù ở sau khi thi hành xong án tù cải tạo vì phạm tội âm mưu lật đổ chính quyền dân chủ nhân dân. Theo anh Nguyễn Kim Trung, đại úy thủy quân lực chiến, cũng đã xuất hiện trong phiên tòa này như một bị cáo vì bị nghi ngờ có liên hệ đến vụ này. Khi nghe đọc bản án, anh Trung nghĩ rằng đây là một bài luận văn viết sẵn đâu từ trước vì nó giống như một bài luận văn trong quốc văn giáo khoa thư của chương trình bộ giáo dục cho học sinh học. Còn việc đưa anh Võ Đằng Phương ra tòa xét xử chẳng qua chỉ là một việc làm có tính cách hình thức để đánh lừa quần chúng mà thôi. Như vậy từ năm 1975 đến năm bị đưa ra tòa anh Phương đã ở tù được 10 năm. Bây giờ theo lệnh tòa án, anh Phương tiếp tục ở tù thêm 10 năm nữa là 20 năm. Sau khi rời tòa án và bị còng tay, đưa lên lại trại cải tạo Bình Điền để ở tù tiếp. Tên trại trưởng Trung tá Trần Văn Truyền, lúc bây giờ có khuyên anh Phương nên nhún nhường và phải biết điều hơn. Anh Phương đã quát vào mặt tên trại trưởng, Ông đừng có dạy đời tôi nữa. Ông có biết Trần Minh Trọng trong lịch sử Việt Nam chứ? Tôi muốn sống như Trần Minh Trọng. Dĩ nhiên, sau đó, thiếu tá Võ Đằng Phương tiếp tục ở tù thêm 10 năm nữa trong sự uất ức và hận thù triền miên. Mã Mãi đến năm 1995, anh Võ Đằng Phương mới được Cộng sản trả tự do khỏi trại cải tạo Hàm Tân lúc trở về quê nhà anh bị bạo bệnh kéo dài và đau đớn do những trận đòn tra tấn dã man và ác độc qua những năm tháng quằn quại trong ngục tù cộng sản để rồi sau đó anh đã vĩnh biệt cõi đời trong tức tưởi và uất nghẹn vì thù nhà chưa trả nợ nước chưa đền qua những hành động đầy kiên cường và bất khuất của thiếu tá võ đằng phương nói trên ta thấy rằng sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa là thành phần ưu tú của dân tộc Việt Nam. Ngay trong ngục tù Cộng sản, họ vẫn luôn luôn biểu lộ tinh thần danh dự, tổ quốc, trách nhiệm. Anh Võ Đằng Phương đúng là một sĩ quan gương mẫu, đã vị quốc vong thân. Tổ quốc và quân lực Việt Nam Cộng Hòa vinh danh anh đời đời. Dương Viết Điển